Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với series Luân Đi Làm. Gần đây á, mình bắt đầu phải có thêm một cái nhiệm vụ nữa các bạn, đó là mình quản lý những cái tài khoản của công ty. Thì thật ra ở trong công ty á, ngoài cái chuyện mà các bạn có rất nhiều hệ thống vận hành, rồi các bạn có hệ thống data rồi này nọ ha, thì có một cái nữa cũng siêu quan trọng luôn mà nhiều khi á, chúng ta cũng chả để ý tới, đó là cái việc mình quản lý những cái, thứ nhất tài khoản email, thứ hai là cấp phát bản quyền sử dụng Office cho nhân viên, và thứ ba là mình tổ chức như thế nào để mà mọi người có thể lên thành một cái task, một cái plan để mọi người có thể cùng nhau làm việc nó hiệu quả hơn. Thì mời các bạn coi trong cái video này, mình giới thiệu với các bạn về một cái giải pháp mà mình cũng mới được giới thiệu gần đây luôn, đó là Microsoft 365. Rồi, bây giờ cụ thể như thế nào? Coi trong video này nha. Hiện nay ở Việt Nam mình, mình biết rất nhiều công ty từ nhỏ đến lớn đang xài Microsoft 365. Có thể là với các bạn đang xem cái video này của mình á, thì các bạn nghe nó hơi lạ, nhưng có khi công ty của các bạn á, cũng đang xài, và một trong các công ty mình đang làm cũng đang xài Microsoft 365 luôn. Bây giờ mình ứng dụng nó cho một cái team của mình luôn. Thì nó là một cái bộ công cụ để quản lý được cho bạn, thứ nhất tài khoản của nhân viên và tài khoản email nè, thứ hai là task và những cái thứ liên quan tới việc cần làm, thứ ba là những công cụ để giao tiếp, thứ tư là những công cụ liên quan tới cloud, mà cụ thể hơn á, là OneDrive và Office, và thứ năm á, là những công cụ mà các bạn sẽ dùng để phối hợp làm việc với nhau. Khi mà các bạn trang bị Microsoft 365 dành cho công ty của các bạn thì các bạn có được gì? Thứ nhất, các bạn có một bộ Office bản quyền để các bạn có thể cài lên máy của các bạn, kể cả máy Win hay là máy Mac và kể cả thiết bị di động luôn. Thứ hai là các bạn có một cái bộ Office nền web hay còn gọi là Office trên cloud á. Thứ ba là các bạn có dung lượng lưu trữ trên OneDrive. Tùy theo cái gói của các bạn mua mà tài khoản của mỗi nhân viên được cấp về OneDrive nó sẽ có mức dung lượng khác nhau. Rồi, tiếp theo chúng ta còn có cả email. Nếu mà bạn muốn quản lý email chung với bộ Microsoft 365 này luôn, còn không thì các bạn có thể dùng một cái email provider riêng của các bạn cũng được, không sao. Các bạn thấy là tất cả những thứ này á, nó đều gói gọn ở trong một cái gói hết. Như vậy thì các bạn sẽ thuận tiện hơn trong việc quản lý tài khoản nè, quản lý phân quyền nè, và đặc biệt á, là tiết kiệm chi phí hơn. Lấy ví dụ đơn giản như thế này ha, một công ty của các bạn á, có 5 người, các bạn phải đi mua license office cho từng người là đã tốn một cục tiền rồi. Sau đó các bạn phải đi mua thêm dung lượng lưu trữ cloud, thêm một cục tiền nữa đúng không? Các bạn phải đi mua một cái bản quyền dành cho một cái công cụ quản lý task nào đó, thêm một cục tiền nữa, rồi chưa kể công cụ chat á, nếu mà các bạn không xài đồ free mà các bạn muốn xài những giải pháp doanh nghiệp đúng nghĩa, thêm một cục tiền nữa, cộng lại những khoản đó khả năng cao á, là nó sẽ mắc hơn so với lại cái chi phí cho một user mà cái gói Microsoft 365 Business Standard mà bản thân mình đang xài cho team của mình luôn. Như vậy thì mình đang tiết kiệm được một cục tiền rồi đó. Mà một cái nữa mình thích nhất khi mà mua Microsoft 365 Business Basic ở Việt Nam và thông qua FPT á, đó là mình còn xuất được hóa đơn đỏ nữa. Mình đi làm mấy cái vụ này mình mới biết được là cái vụ xuất hóa đơn đỏ nó rất quan trọng. Các bạn có thể lấy một cái thẻ, các bạn chạc tiền mua những cái service riêng cho các bạn rất dễ. Nhưng đối với doanh nghiệp thì sẽ cần lấy cái chi phí đó về ghi vào trong những cái sổ sách kế toán, và nếu không có hóa đơn đỏ thì rất khó để mà hạch toán những cái chi phí đó. Và đây chính là lợi ích khi mà mình đi mua ở FPT. Rồi, mình quay trở lại với lại cái giải pháp của hệ thống ha. Thì mình nói một chút xíu về cái việc mà tại sao chúng ta nên xài Office bản quyền. Mình nghĩ là mình đã ra rã về cái việc này từ rất là lâu rồi, thì bây giờ mình nhắc lại chút xíu thôi. Office bản quyền á, ngoài cái chuyện mà nó được cập nhật tính năng mới liên tục, các bạn được sync lên cloud thoải mái, các bạn được phối hợp cùng làm việc với nhau, thì nó còn một cái tác dụng nữa, đó là nó có thêm những cái tính năng mà chỉ khi nào các bạn mua bản quyền mới có. Ví dụ, mình rất thích cái tính năng tự động gợi ý về bố cục trên cái slide khi mà các bạn xài PowerPoint. Hoặc là bên Excel, nó cũng có thêm những cái công cụ để nó giúp gợi ý hàm và gợi ý ra những cái biểu đồ của các bạn. Cái công việc của mình á, lúc đó nó làm nhanh hơn, nó đẹp hơn và nó tiết kiệm thời gian hơn cho mình. Hay là như Microsoft Teams đi. Ngày xưa mình chỉ dùng Microsoft Teams để mình họp hành và cùng lắm là chat với lại một số đối tác thôi. Nhưng bây giờ Microsoft Teams nó còn mở rộng hơn như vậy. Nó không chỉ đơn giản là một cái app chat, mà các bạn còn có thể tích hợp được những cái ứng dụng khác vào trong Teams luôn. Mà cái mà mình thích nhất đó là một cái ứng dụng để quản lý được những cái task ở trong công ty, ai làm việc gì và lúc nào. Cái tính năng này nó tên là Task by Planner and To Do. Và cái hay nhất của nó là những cái task mà các bạn tạo trong Teams nó không chỉ nằm cục bộ ở trong đó không, mà nó còn được sync lên Microsoft Planner luôn. Và các bạn có thể dễ dàng truy cập vào được cái planner này để tổ chức việc cho cả công ty của mình, hay là thậm chí chia cho từng team nhỏ. Ở cái mức cơ bản nhất á, thì mình thấy Task by Planner and To Do nó cho phép mình tổ chức việc theo dạng Kanban. Mình có thể tạo những cái cột, ví dụ như là việc cần làm, việc đang làm và việc đã xong. Đó, đơn giản nhất là vậy thôi. Rồi các bạn có thể kéo task giữa những cái cột này với nhau để các bạn biết được tiến độ đã đến đâu rồi.
các bạn có thể assign được một cái ngày hết hạn dành cho cái task đó, và các bạn có thể giao việc đó cho một số người nhất định. Còn đương nhiên những cái tính năng ví như là gắn tag hay là thêm ghi chú hay là thêm attachment vào những cái task đó thì cơ bản rồi ha. Bất kỳ một cái ứng dụng quản lý task nào hiện nay nó cũng có thể đáp ứng được. Microsoft 365 nó không chỉ giới hạn cho các bạn xài Windows đâu. Kể cả khi công ty của các bạn xài 100% là máy Mac hay là máy Linux thì các bạn đều có thể dùng hết, tại vì những công cụ này nó đều chạy trên cloud. Còn như bộ Office là có cả bản chính hãng dành cho Mac lẫn cho Win, thì các bạn cứ cài vào trong máy mà mình sử dụng thôi. Nó không có bị giới hạn về mặt nền tảng đâu nha. Ngoài ra, bộ Microsoft 365 nó còn có thêm những cái tính năng liên quan tới bảo mật nữa các bạn. Và các bạn ở vai trò là một người quản trị hệ thống, các bạn có thể bật tắt những cái tính năng này hoặc là setting để đảm bảo được cái doanh nghiệp của các bạn nó sẽ an toàn. Ví dụ ha, nó có những cái tùy chọn giống như là chống email lừa đảo nè, phòng chống thất thoát dữ liệu nè. Các bạn có thể kiểm soát được quyền cho từng user một cũng như là phân quyền cho từng cái group khác nhau. Ai được xài ứng dụng nào, ai không được xài. Tất cả những thứ này á, nó giúp cho cái việc quản lý và vận hành cái doanh nghiệp á, nó đơn giản hơn. Và như mình nói lúc đầu, nếu như mà doanh nghiệp của các bạn còn nhỏ, có khi các bạn không cần phải đi thuê một bạn IT riêng chỉ để quản lý những cái thứ này. Tự các bạn có thể manage được luôn. Và nó rất là đơn giản, các bạn nhìn vô là các bạn biết sử dụng rồi. Các bạn không có cần phải đi qua những cái technical guideline hay gì hết á. Tất nhiên Microsoft vẫn có đầy đủ những cái hướng dẫn cho bạn nếu mà các bạn cần ha. Hiện nay nếu như mà các bạn đang có nhu cầu thứ nhất là xài thử, hoặc thứ hai là các bạn mua luôn Microsoft 365, thì các bạn có thể liên hệ với lại FPT Telecom International. FPT Telecom International hay gọi là FTI đó, trở thành đối tác cấp 1 quản lý dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft. FTI sẽ giúp bạn tiếp cận và làm việc hiệu quả nhất với những giải pháp điện toán đám mây của Microsoft. Mức giá thì rất cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra họ cũng đa dạng phong phú về những sản phẩm và giải pháp nữa. Họ cũng được cập nhật những cái chính sách và hỗ trợ kỹ thuật. Tất cả mọi thứ đều được quản lý bằng công nghệ hết. Ngoài ra, FTI cũng sẽ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật bởi các chuyên gia cho từng lĩnh vực chuyên môn trên toàn thế giới. Ngoài ra, họ còn có một cái mức chiết khấu lớn dành cho end user chỉ khi đăng ký thông qua các đối tác. Hiện nay, FPT Telecom International đang có những ưu đãi sau dành cho những khách hàng doanh nghiệp. Ưu đãi đặc biệt số 1, tiết kiệm 50% dành cho gói Microsoft 365 Business Basic. Và ưu đãi đặc biệt số 2, đó là tiết kiệm 20% khi mà mua gói Microsoft 365 Business Standard. Thì qua cái video này mình đã giải thích cho các bạn được, thứ nhất là cái Microsoft 365 nó là gì, các bạn có thể ứng dụng nó ra sao, và cái cách mà các bạn có thể mở rộng ra không chỉ là về bản quyền Office, không chỉ là về những cái ứng dụng văn phòng, mà các bạn còn có thể tổ chức quản lý task và giúp cho công ty mình liên hệ với nhau, nói chuyện với nhau, làm việc cùng nhau hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Bye bye.